gặp gỡ Trần Tuấn Kiệt là một bạn rất là trẻ với những cái câu nói trên mạng mà kiểu như là những người phụ nữ từng trải nói đúng không? Em sinh ra và lớn lên đâu? Em ở An Giang. À, thì câu hỏi chúng tôi cũng có nhiều cái liên quan. Yeah. Không dính tới An Giang. Ủa kỳ vậy chị. Nhưng mà nó dễ nha, nó đơn giản. À dạ. Chúng ta cùng Trần Tuấn Kiệt nhanh như chớp. Câu hỏi này chúng tôi đã hỏi các bạn nhỏ ở trường mầm non khu phố 3 phường 7 và tất cả đều vượt qua dễ dàng sau 1 giây. Đèn giao thông cơ bản có mấy màu? Dạ 3 màu. Đúng dạ, trùng khớp. Dạ. Trùng khớp với các bé. Ủa câu ông tưởng nó dễ gì chứ? Đúng mà, lên. Ủa? À. Ủa anh ơi. Thực ra những câu hỏi chúng tôi nó đơn giản thôi mà, đừng toan tính với chương trình. Dạ. Trả lời nhẹ nhàng thôi. Vậy ba cây đèn giao thông có mấy màu? Dạ ba cây đèn giao thông có 3 màu. Lên. Giải qua. Yeah. Em tưởng là tới vòng 3 câu hỏi nó phải khó hơn nhiều chứ. Ngay bây giờ. Ủa? Câu đố mẹo vui vẻ như sau. Tại sao khi rùa và thỏ thi chạy về nhà, rùa luôn giành chiến thắng? Rùa và thỏ khi chạy về nhà, tại vì nhà của con rùa là cái mai. Lên. À. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Tụi nó cái hôm mới là cái nhà chứ. Cái mai. Em ok không? Yeah. Anh ơi, có cái chương trình nhanh như chớp nào mà đội chỉ có 2 người thôi không? Chấp nhận đội kia 3 người luôn á. Quá mệt mỏi. Đâu nãy giờ anh tưởng đâu là là mọi người một đội, em một đội á. Ủa? Câu tiếp theo. Sự khác biệt cơ bản giữa hai loại nhạc cụ tiêu và sáo là gì? Ủa dễ vậy? À, là cây sáo thổi ngang, cây tiêu thổi dọc. Lên. Sao chuyện thông minh quá vậy ta? Đây là câu đố chữ, đơn giản luôn. Mẹ An bảo An đi vào vườn hái cà tím. Hỏi hành động đầu tiên của An là gì? Mẹ An bảo An đi vào vườn hái cà tím. Hành động đầu tiên là đi vô vườn. Đi vô vườn hành động đầu tiên. Không, nhưng mà nó phải nói lái. Cái câu này là liên quan gì trời tới nói ơi, lái bớt nè. Bớt đi, bớt đi. Kêu chị đi không? Không? Thật sự biết không? Thật sự là đồng đội của người ta chưa? Hái cà tím là kiếm cà hái. Tìm cà hái, kiếm cà hái. Thì lái cho đúng đi. Hái cà tím là tìm cà hái. Lên. Ồ, hay quá. Tốn kiệt, tốn kiệt, tốn kiệt. An tìm cá trong hồ nhưng không thấy. Hỏi An thấy thứ gì? Tìm cá trong hồ. An tìm cá trong hồ là hố trong vẫn, cà. Vẫn là bạn An hồi nãy đó. An hả? Vậy là đi tìm cà. Ủa dễ mà. Cá trong hồ, tìm cá trong hồ nhưng không thấy. Nghe lại một lần nữa nè. An tìm cá tìm trong hồ cá nhưng không thấy. Họ thấy gì? Tìm cá, cà tím. Thấy cà tím. Lên. Hãy sắp xếp tên ba cầu thủ Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức và Phạm Tuấn Hải theo thứ tự danh hiệu quả bóng vàng bạc đồng tại lễ trao giải bóng vàng Việt Nam 2023. Rồi bây giờ mình chỉ hên xui thôi, cho em nghe lại ba cái tên đi ạ. Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức và Phạm Tuấn Hải. Rồi xếp thứ tự. Lâm, Đức với Hải. Đầu tiên quả bóng vàng đó chính là? Là... Hải. Không, chính xác. Tên đầu tiên là đã sai rồi. Đức là bóng vàng. Đức, à Đức. Hải, bóng bạc. Và rồi, Lâm, với Lâm ý... bóng đồng. À. Không sao, không sao, không sao. Không sao, không sao. Ca trù Việt Nam được UNESCO công nhận di sản thế giới vào năm nào? À, 20... 20 mấy? 2009. Chính xác. Wow. Cái gì vậy? Sao hay vậy? Thì em có rà thôi, em nhớ nó đâu đó khoảng đó. Trời. Quá dữ dội. Theo truyện cổ tích Tấm Cám, sau khi biến thành chim Vành Khuyên, Tấm đã nói câu gì với Cám? Tấm biến thành chim vàng anh mà, cho nên thành phần khuyên thì không lên. Trời ơi hay quá. Chợ nổi Phùng Hiệp ở tỉnh Hậu Giang còn có tên gọi khác nào sau đây? Ngã 5, ngã 7 hay ngã 6? Ngã 7. Lên. Ồ. Loài chim lớn nhất thế giới là chim gì? Loài chim. Chim lớn nhất thế giới. Lớn nhất thế giới đại bàng. Hết giờ. Lớn nhất thế giới phải đại bàng. À, đà điểu hả? Chính xác. À. Như vậy là Tuấn Kiệt mang về 6 đáp án liên tiếp. Chúc mừng.